Một sự kiện cũng rất đáng chú ý khác trong ngày hôm qua là trận đấu thuộc vòng Playoff Davis Cup nhóm 2 thế giới giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Hai tay vợt xuất sắc của chúng ta là Lý Hoàng Nam cùng Phạm Minh Tuấn đều đã ra quân ở những trận đánh đơn. Ở trận đơn đầu tiên, dù được kỳ vọng sẽ đem lại lợi thế dẫn trước cho đội tuyển Việt Nam, nhưng tay vợt Phạm Minh Tuấn đã để thua 0-2 với tỷ số các set là 3-6 và 1-6 trước Rifki Fitriadi. Điều này đã tạo nên không ít áp lực cho Lý Hoàng Nam ở trận đơn thứ hai khi anh buộc phải giành chiến thắng trước Anthony Susanto để cân bằng tỷ số 1-1. Tuy nhiên, Lý Hoàng Nam đã khẳng định được đẳng cấp của tay vợt nằm trong top 250 thế giới khi vượt qua đối thủ tương đối dễ dàng với tỷ số 2-0 sau các chiến thắng 6-0 và 6-3. Ngày 5 tháng 2 sẽ diễn ra thêm 3 trận đấu ở cuộc đọ sức này, lần lượt là trận đôi nam và sau đó là hai trận đánh đơn. Có thể Nam sẽ là tay vợt chủ lực cho cả trận đôi và cả trận đơn. Thì chúng tôi cũng sẽ lên tinh thần hết sức cho Nam là tập trung và vẫn thi đấu hết sức. Nhưng mà vẫn có thể là duy trì được thể lực tốt để có thể đương đầu với trận đơn. Bởi vì thật sự tay vợt số 1 của Indo thì thi đấu rất là tốt và họ di chuyển rất là nhiều. Nên là mình muốn thắng, Nam muốn thắng được em thì cũng không phải là dễ dàng.